Làng Tiên Nồn thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nằm dọc theo bờ sông Hương, trên đường chạy về cửa biển Thuận An, tạo nên một đường uốn lượn quanh co qua những làng quê thanh bình. Chỉ cách một con sông, phía bên kia làng là phường Phú Hậu và phố cổ Bao Vinh. Tiên Nồn một thời nổi tiếng với nghề sơn son thiệp vàng, nay được biết đến là một làng hoa nổi tiếng của xã Phú Mậu. Và đây còn là quê hương của một đài danh thần nhà Nguyễn, Thượng Thư Lê Quang Định. Tiên Phước, một ngôi chùa cổ nằm trên đất làng Tiên Nồn, được cho rằng thành lập từ trước hoặc thời các chùa Nguyễn. Khuôn viên chùa sau chiếc cổng cổ kính có hai miếu thờ. Bên tả thờ ngài Khai Canh họ Lê không rõ tên. Bên hữu thờ thần hoàng là danh thần Đặng Tất. Kiến trúc bên trong chánh điện được giữ khá nguyên vẹn với gian chính thờ Quang Thánh. Phía sau mới đến Tam Bảo. Vào năm Minh Mạng thứ 3, 1822, chùa được vua Minh Mạng ban cho bức hoành phi ghi ba chữ Tiên Phước Tự. Tại đây còn có một chiếc chuông đồng cổ đã có mặt ở chùa hơn 200 năm, do Thượng Thư Bộ Binh Lê Quang Định tặng cho chùa vào năm 1809. Khi thầy mới về khoảng 2015-2016, tức là khoảng 2 năm sau, thầy biết là cái chuông đó là của ngài Lê Quang Định cúng. Đó. Vậy là nghe các cái vị bố lão trong làng họ có thực lại là chuông đó của ngài cúng. Nhưng mà các cái vị trưởng lão trong làng thì họ chỉ biết vậy thôi, cho họ cũng đủ cái điều kiện để họ nghiên cứu sâu thêm. Bài văn bia trên chuông ghi lại: chùa Tiên Phước làng Tiên Nồn có từ xưa, thời Tây Sơn chuông chùa bị lạc mất, ta từ gia đình về gom góp tiền bổng lộc, mua đồng đúc chuông, thiệt đặt vào chùa, mãi làm pháp bảo. Hoàng triều Gia Long năm thứ 8, tháng 7 năm 1809. Ấn triền của Thượng Thư Bộ Binh Lê Quang Định. Ông nói là người họ Lê, nhưng mà cái ông không biết hồi trước ở đây là ở Mô thì tôi cũng hiểu được. Ông Lê Quang Định là mình biết là ai vậy bà? Chú mình không biết. Khi thầy về đây thì nghe các cụ bố lão trưởng họ trong làng có nói về cái họ Lê Quang. Và sau đó thầy có tìm hiểu, nhưng mà vì công việc rất nhiều bề bộn quá cho nên thầy tìm hiểu cũng chưa tới nơi tới chốn. Theo sách Đài Nam Chỉnh Biên Liệt Truyền cuốn thứ 11 cho biết, Lê Quang Định từ là Tri Chỉ, hiệu là Ẩn Trai, quê làng Tiên Nồn, huyện Phú Vinh, phủ Thừa Thiên, nay là huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cha làm quan ở Đà Bồng, Quảng Ngãi, mất sớm. Ông phải theo người anh vào Nam sinh sống. Ông học giỏi, là một trong ba tên tuổi sáng lập ra Bình Dương thi xã, nổi tiếng đất gia đình một thời. Đỗ đạt dưới thời Nguyễn Phương, Nguyễn Phúc Ánh, ông ra làm quan. Từng làm thị giảng cho Đông Cung Thái tử Nguyễn Phúc Cảnh. Sau khi Gia Long thống nhất Sơn Hà và lên ngôi vua, ông là một trong những đại công thần với nhiều chức phẩm quan trọng của triều đình. Cao nhất là Thượng Thư Bộ Binh, rồi Thượng Thư Bộ Hộ dưới thời Gia Long. Trong cái xu hướng mà cả đất nước mở cõi đi về phía Nam,
thì cái trường hợp Lê Quang Định có thể coi là điển hình. Người Nam Kỳ họ rất tự hào một cái nhóm thời kỳ mở cõi mà có một cái trình độ văn nho và đạt được một cái kết quả khóa bảng và ra làm quan rất thành công. Đó là gia đình Tam gia, gồm có Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh và Lê Quang Định. Ông là một người văn nho, nhưng có một cái điều đặc biệt là ông lại được phân công làm thường thư bộ binh. Một thời kỳ sau, ông lại được chuyển qua làm thường thư bộ hộ. Có nghĩa là một người văn nho, họ lại rất là đa tài để kiểm soát vấn đề binh bì và vấn đề quốc kế dân sinh về mặt tài chính, ruộng đất, thuế má. Dấu ẩn của Đại thần Lê Quang Định trong lịch sử Việt Nam còn là bộ sách Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí, được hoàn thành vào năm 1806, gồm 10 cuốn, là bộ dư địa chí đầu tiên của nhà Nguyễn, thể hiện rõ sự thống nhất và đa dạng của một nước Việt Nam về địa lý, lãnh thổ, các phong tục tập quán, văn hóa, lịch sử, các đặc sản vùng miền, từ mũi Cà Mau tới ải Nam Quang. Cái ý nghĩa của cái công trình này là nó thu Giang Sơn về một mối đúng nghĩa, có nghĩa là thống nhất quốc gia lãnh thổ không chỉ trên bình diện những cái thành lụy đường xã, mà ở đây nó nối kết tất cả các biển, núi, ao hồ, sông suối và đặc biệt có một hệ thống đường đi mà nối liền từ Bắc chí Nam. Thì đó được coi như là một cái bách khoa thư đầu tiên sớm nhất mà Triều Nguyễn đã làm ra. Công trình này cùng với Cựu Định, cùng với Cựu Vị Thân Công, nó được coi như là những công trình biểu tượng nhất của một cái khát vọng thống nhất của cả nước. Là một trong những người được vua Gia Long tin dùng, Lê Quang Định từng được giao việc trông coi Khâm Thiên Giám. Là người chọn đất và trông coi việc xây dựng Lăng Thiên Thọ, nơi yên giấc ngàn thu của vị hoàng đế Gia Long. Năm 1813, sau một cơn bạo bệnh, Đại thần Lê Quang Định lìa trần khi mới 54 tuổi. Theo sách Đại Nam Thực Lục, vua Gia Long vô cùng thương tiếc, đã tặng cho ông chức tham chính, ban cho quan tài, sa, gấm, vải trắng, 500 quan tiền, cấp cho 3 người mộ phu. Hôm đi chôn, vua cho thuyền và quân đưa đi. Khu lăng mộ của Đại thần Lê Quang Định và phu nhân nằm ở một gò đồi trước mặt chùa Thiền Tôn, nay thuộc thôn Ngũ Tây, phường An Tây, thành phố Huế, đã hơn 200 năm qua. Điều bất ngờ là những người họ hàng của ông ở làng Tiên Nồn không một ai biết đến. Trước đây thì thầy biết Lê Quang Định, nhưng không ngờ rằng là ngài là người xuất thân từ họ Lê Quang làng này. Họ Lê Quang là họ khai cánh của làng Tiên Nồn. Chú mới đang biết. Tôi năm nay thì là 89 tuổi thôi mà cũng biết cũng Lê Quang Định. Thậm chí nói về ngài Lê Quang Định rất nhiều người biết, nhưng họ lại không nghĩ, họ không biết rằng ngài Lê Quang Định là người ở làng Tiên Nồn. Chứ là mà biết đó do chính người trong họ mà bữa nay mà biết cái hồn chứ. Họ không hề hay biết, mãi cho đến sau này mới đây nhất là thầy được thông báo của bên phía anh Hằng và thầy Không Diễn á, thì họ thông báo cho biết để con cháu họ đi tìm nhận diện lại mộ tổ tiên, thì lúc đấy họ mới biết. Chúng tôi rất là bất ngờ khi mà thưa chuyện với làng, với dòng họ, thì chính họ cũng rất là bất ngờ. Và thậm chí từ trước tới nay không biết là căn cứ vào đâu, bằng những cái truyền khẩu họ cứ nói rằng là cụ Lâm Quang khi mất thì được an táng ở trong gia đình. Thì họ chúng tôi rất sung sướng, và con cháu rất sung sướng. Thì ngày hôm nay là để tìm lắng ra rồi. Thank you.
một cuộc trùng phùng của người dưới mộ. Và những hậu duệ đại diện của dòng họ Lê Quang vẫn còn ở Huế. Họ làm công việc đầu tiên ý nghĩa nhất có thể, đó là phá quang dọn dẹp khu lăng mộ đã mấy chục năm qua, không hề có con cháu lui tới. Bữa tế đây mình khảo cổ mới cho biết, mình lên mình biết là lấy cung đình nữa cho chứ không biết. Mình có giá phà trong họ không không? Có mà điều có từng phải một thôi. Cho con mà tránh họ cả họ thì giờ mất rồi. Mình lên cao trầu điều để xin tâm lại ngài để con cháu của ngài đấy. Thì ngày hôm nay là tìm ngài đã được thì cao trầu điều để xin bãi yết với ngài. Đó. Họ làm mô tàu thôi cho họ còn nói là mô người Việt mô. Mấy chục năm ngay lui tới. Chứ họ ở đây họ đào biết bao nhiêu mà kệ cứ hờ ngay mà tàu nó đào ra. Còn mà tàu ở chỗ vàng nhiều họ quay mặt cũng thở lắm túng dần cá. Chỉ đi mà cứ tốn ai tự tìm để mà chi. Ờ chứ bố chú chứ đi là có ai mấy người lên phạt đó là có chủ đó đấy. Có chủ thì mừng chứ đang phạt đồ nữa cho bê tự tế đâu chứ lắm. Không có chủ thấy ấm thâm dễ sợ. Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Hằng, chỉnh tấm bia còn nguyên vẹn bên mộ đã giúp các nhà nghiên cứu khẳng định đây là một phần của đại thần Lê Quang Đình và phu nhân của ông. Cũng theo ông Hằng, tấm bia có thể được phùng lập vào thời vua Từ Đức, khi ngài Lê Quang Đình được truy lục bổ sung vào danh sách các đại thần đưa vào miếu Trung Hưng trong đài nội để thờ tự. Những nhà nghiên cứu ở Huế, những người họ có cái đam mê đi tìm tòi những cái di sản bị lãng quên thì họ đã tìm ra được cái lăng mộ ngài Lê Quang Đình rất là sớm. Khi mà những người họ phát hiện một cái nghi ngờ rằng là có một cái ngôi mộ của vợ chồng ông Lê Quang Đình ở Huế thì bằng những cái tài liệu mà chúng tôi có được và lục tìm trong lưu trữ tất cả mọi thứ và rất là tình cờ thì từ một cái sở mà bộ lệ họ dâng lên cho triều đình để xét duyệt công lao của những vị đại công thần để bổ sung vào miếu Trung Hưng công thần, đứng đầu là ngài Lê Quang Đình. Chúng tôi khẳng định rằng cái sự tôn vinh trong cái sở tấu của bộ lệ đó nó trùng khớp với hầu như toàn bộ thông tin có được trên bia. Miếu ngài khai canh họ Lê Quang của làng Tiên Nồn vẫn còn đó trong khuôn viên của chùa làng. Miếu được xây dựng lúc nào cũng không ai biết. Những bậc cao niên trong làng và đại diện hầu duệ họ tộc Lê Quang hôm nay đến báo cáo với tổ tiên của họ rằng mình đã tìm được một người con đã làm ràng danh họ tộc mà lâu nay bị thất lạc. Đó là ngài Lê Quang Đình. Nhà thờ dòng họ Lê Quang lâu nay vào các lễ bái tổ. Thế hệ hôm nay cũng không hề biết đến ngài. Lý do vì sao? Đến nay cũng chưa ai rõ. Có lẽ ở một cái vùng đất mà nó chịu bao nhiêu cái biến động của thiên tai địch họa mà nó vô cùng khắc nghiệt thì từ một cá nhân, một dòng họ cho tới một cộng đồng làng xã và kể cả quốc gia phải chịu một cái sự tác động có thể nói là rất là đau lòng. Theo lập luận một cái cách rất là phổ biến trong đời sống văn hóa dân gian vùng Huế hiện nay thì có lẽ trong gia tộc Lê Quang khai cánh của làng Tiên Nồn sẽ có rất nhiều nhánh phái. Thì cái nhánh phái mà trực hệ từ ngài Lê Quang Đình có lẽ đã bị một cái sự cố, có một cái ngã rẽ đặc biệt nào đó mà họ đã thiêng dí ra khỏi Huế.
và họ mang đeo đi theo tất cả những cái giá phả, những câu chuyện đó. Và vô tình trong một cái dòng họ có quá nhiều nhánh phái đông đúc một cái thời kỳ vẻ vang như vậy, thì các nhánh phái khác không có điều kiện để tìm hiểu cái chuyện của dòng họ Lê Quang, trường hợp nhà cụ Lê Quang Định. Cách đây khoảng 5 năm, huyện Phú Vang đã cho đặt tên con đường này tại thị trấn Thuận An. Con đường nhỏ len lỏi giữa một khu dân cư khá đông đúc, vốn là con đường làng của thôn Tân An. Ông ở đây lâu rồi, ông có biết ông Lê Quang Định là ai không? Không được. Nó toàn là túi là người dân chả biết cái gì hết. Họ đặt tên đường rồi mình biết cái tên đường rồi thôi, chứ còn mình biết ông đi ngày xưa ông làm người chứ. Theo tôi biết là những ông đi là cột công với đất nước. Tự nhiên là lẫn làm nhỏ chứ thì mình được, nhưng mà cột công với đất nước người ta đặt tên như vậy đâu chứ. Chứ những người muốn cột công với đất nước đặt tên vô đường, tên đường chứ. Thì cột công với đất nước. Khác với Huế, ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Vũng Tàu, vân vân, những con đường lớn được mang tên danh nhân Lê Quang Định. Có cả những hoạt động văn hóa và lịch sử tưởng nhớ đến gia đình Tam gia mà ông là một tên tuổi nổi bật. Điều đó đang thôi thúc những người yêu lịch sử và văn hóa ở Huế có nhiều trăn trở và tâm nguyện. Khơi gợi lại cái hành trạng công lao to lớn của ông Lê Quang Định. Thứ hai là cả gia đình và xã hội sẽ cùng nhau để xử lý trên cái mặt bằng của khu lăng mộ một cách khang trang hơn, và từng bước chống xuống cấp, và chúng ta phải làm những việc gì cần thiết trước khi quá muộn. Và đó là những cái việc mà cần kịp trong thời gian tới. Và khi mà chúng ta đã làm được những việc cơ bản như vậy thì sẽ có một cái lộ trình để làm tiếp những cái việc tiếp, mà đặc biệt là vinh danh ông một cách chính thức, như việc đặt tên đường, như việc công nhận di sản quốc gia. Tương lai, thầy nghĩ cái chủ trương của nhà nước mình mà phát triển văn hóa nông thôn, cái truyền thống lịch sử tốt đẹp mà lâu đời của văn hóa làng xã, thì thầy nghĩ đó là một cái báo hiệu rất mừng để cho bà con Phật tử trong tỉnh cũng như cả nước và cũng như con cháu của họ Lê Quang trên khắp thế giới, họ có ưu tư với cái tinh thần là tìm về nguồn cội, thì họ sẽ chung tay, họ có những cái đồng thái tích cực đối với tổ tiên, đối với những cái nơi mà chôn nhau các ruộng sinh ra của họ. Câu chuyện của người đã khuất đang được hé mở. Nhưng hậu duệ trực hệ của ngài Lê Quang Định hiện nay ở đâu? Còn hay mất? Vẫn là một dấu hỏi lớn.